Mình nghe nói ở bên nước ngoài, nhất là ở bên Singapore, người ta phải đợi gần 10 tiếng để mua được món ăn này. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì mua rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần kích vào giỏ hàng góc trái màn hình là mua được. Thì đây là cái món thịt heo nướng Bắc Qua của nhà Gulu, có nhà máy chế biến cũng như là sản xuất tại Bắc Ninh mọi người ạ. Thì mình thấy đây là cái món rất là hot trên TikTok và có rất nhiều TikToker đã nói về món ăn này. Do là tò mò nên là mình cũng thử đặt cả ba vị để hôm nay về ăn thử. Thì đầu tiên là cái vị mật ong này, mình sẽ ăn thử cái vị này nhé. Và cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình mở gói này ra thì mình thấy cái gói này nó sẽ có một cái mùi oi khoái rất là rõ ràng luôn, giống như kiểu mùi oi khoái của quần áo khi mà mình phơi gần bếp củi đúng không mọi người ạ. Mình sẽ bóc ra ăn thử cho mọi người nhé. Đây là một miếng thịt đã được người ta nghiền và ép thành một miếng nhỏ như này rồi mọi người. Đây mình sẽ xé ra để ăn thử xem. Xin mời mọi người nhé. Cảm nhận đầu tiên khi mình ăn miếng thịt này thì mình cảm thấy là nó là toàn là thịt nạc thôi và được xay ra, nó có một cái mùi vị, đó là mùi vị của mật ong mọi người, ăn nó cũng hơi lợ lợ một chút. Nhưng mà quan điểm cá nhân của mình á, khi mà ăn thịt nướng, thịt sấy, thịt chiên hay là tất cả đồ thịt thì mình nghĩ là mọi người nên chấm thêm một tí tương ớt này, hoặc là có thêm một cốc sinh tố lúa mạch như này thì ăn nó sẽ ngon một hôm và sẽ tốn mồi hơn đấy. Sau đây mình sẽ ăn tiếp cái gói có hương vị là tê cay nhé. Mình sẽ bóc cái gói này để mình thử xem. Đây mọi người ạ, cái hương vị tê cay thì nó sẽ có màu nó đậm hơn một chút nhé. Mọi người nhìn này, miếng thịt thì vẫn được làm và thiết kế như thế nhưng mà màu của nó sẽ đậm hơn. Mình sẽ ăn thử xem miếng này nó có gì khác biệt không. Mùi vị thì nó vẫn như thế thôi nhưng mà cái mùi vị của ớt ý, nó sẽ rõ ràng hơn bởi vì là nó có vị tê cay của ớt mà. Ăn này chấm nước ớt cho rất là hợp luôn mọi người ạ. Ăn là nếu mà cứ chấm tương ớt này khá là tốn đấy. Còn sau đây mình sẽ ăn thử cái hương vị của tiêu điên. Đây mọi người nhìn miếng thịt này nó sẽ có cả hạt tiêu ở trên này, nhìn rất là rõ ràng luôn nhé. Và mùi vị thì sẽ có mùi hạt tiêu giống với hai cái vị còn lại. Thì mình thấy cái vị tiêu đen này ấy, nó sẽ có một cái gia vị là hạt tiêu, nó sẽ làm cái đặc điểm nổi bật để giúp cho mọi người có cái khẩu khẩu vị ăn nó khác nhau ấy. Ví dụ mọi người thích ăn hạt tiêu thì mọi người có thể chọn vị tiêu đen này nhé, hoặc là thích ăn hương vị cay của mùi cay của ớt ấy, thì mọi người có thể chọn cái gói em tê cay này. Đó là những cảm nhận cũng như là trải nghiệm của mình về cái món ăn thịt heo nướng Bắc Qua của nhà Gulu này. Không biết là mọi người đã trải nghiệm cái món ăn này chưa? Nếu như mà chưa, hoặc là mọi người đang muốn mua để về trải nghiệm món ăn này, thì mọi người có thể bấm vào giỏ hàng góc trái màn hình của mình để đặt mua món ăn này nhé.